chỉ với 4 triệu đồng thôi, nhưng mà chiếc tủ lạnh này vẫn được Samsung trang bị chúng ta một cái công nghệ đó là làm lạnh 12 tiếng khi mà bị cúp điện. Đấy, quá xịn đúng không các bạn? Sau đây hãy cùng mình tìm hiểu xem với chiếc tủ lạnh giá rẻ như thế này thì Samsung sẽ mang lại cho chúng ta những gì nha. Sản phẩm dung tích sử dụng là 208 lít. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế truyền thống và một cái lớp giả gương như thế này, cũng như là cái tay cầm lắp âm thì cho cái cảm giác nhìn sản phẩm chúng ta nó trông nó liền lạc hơn. Cái ngăn đá chơi của chúng ta sẽ là 53 lít nha mọi người, và ngăn mắt dưới sẽ là 105 lít. Sản phẩm thì phù hợp với gia đình chúng ta từ 1 cho đến 3 người nha. Với cái thiết kế ngăn đá như thế này, chúng ta sẽ thấy này, cái phần làm đá viên á, cái được hãng đưa sát ở trên này rồi thì nó sẽ không có chiếm cái diện tích ở phía bên dưới của chúng ta nha. Kèm theo đó là kế bên chúng ta sẽ có thêm một cái ngăn là mix cool pad, thì cái ngăn này sẽ giúp chúng ta duy trì được cái nhiệt độ lạnh lên đến 12 tiếng khi mà sản phẩm không được cung cấp điện nha mọi người. Khá là tiện dụng mà không phải cái sản phẩm giá rẻ nào cũng có đâu nha. Về cái phần ngăn mát thì chúng ta sẽ có 3 cái ngăn như thế này. Ngăn được rau củ cũng khá là to nha mọi người, ngăn big box. Rồi, sản phẩm này chỉ thiếu một cái, đó là một cái ngăn cấp đông mềm thôi mọi người. Nếu mà có thì quá là tuyệt vời luôn. Với một chiếc tủ lạnh có mức giá rẻ như thế này vẫn được Samsung trang bị rất là nhiều cái công nghệ, thì chúng ta cũng biết là hãng đang rất là quan tâm đến những cái phân khúc giá rẻ như thế này nha. Sản phẩm thì được trang bị các cái công nghệ như là làm lạnh đa chiều này, giúp cho cái luồng khí lạnh được lan tỏa đồng đều hơn, cũng như là duy trì được cái nhiệt độ ổn định nè. Kèm theo đó là bộ lọc than hoạt tính thì giúp khử mùi này, khử nấm mốc, tạo ra một cái không khí trong lành hơn trong tủ lạnh nha. Tuy là một cái sản phẩm nhỏ như thế này nhưng mà vẫn được Samsung trang bị cho chúng ta một cái động cơ là Digital Inverter hiện đại của nhà Samsung nha, giúp cho máy hoạt động bền bỉ ổn định hơn, từ đó là tiết kiệm được điện năng cho gia đình của mình hơn. Đó. Với một cái sản phẩm nhỏ giá rẻ như thế này nhưng mà vẫn được Samsung trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại để phù hợp đáp ứng với gia đình của chúng ta, thì chúng ta có nghĩ là nên sắm một chiếc này cho gia đình của mình hay không? Sản phẩm thì đang có hàng tại kho hàng của Điện Máy Gia Khang. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ ngay cho mình qua phần hotline của website mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.